xin giới thiệu với mọi người, đây chính là phát minh mới tụi mới chế tạo. Wow, cái máy gì mà nhìn bự quá vậy? Ui, máy này hả, có tác dụng gì vậy Huy Đức ơi? Đây chính là máy đo tần số. Nó giúp chúng ta đo được những tín hiệu từ nơi rất là xa. Ví dụ như là những tín hiệu của người ngoài hành tinh. Cái gì? Tín hiệu của người ngoài hành tinh hả? Nghe gì ghê vậy? Sau đó vậy? Chúng ta có thể giao tiếp được với người ngoài hành tinh đó. Ui, ghê không? Đúng là máy phát minh chính đại quá. Nhưng mà không biết cái máy này nó có hoạt động như Huy Đức nói được không nhỉ? À, mày nghi ngờ phát minh của ta đi, ta thử cho mày coi nè. Được rồi, bật chế độ nhận tín hiệu đây. Ui, nhận tín hiệu á? Ui, Huy nó đang chỉnh cái gì kia các bạn? Là bắt đầu hả, cái anten kia nó sẽ được nhận tín hiệu sao? Bật nè, hãy cha. Ôi, nó bắt đầu bật lên rồi kìa các bạn ơi. Đây chính là tín hiệu báo hiệu chưa có tín hiệu. Cái gì tín hiệu báo hiệu chưa có tín hiệu? Để coi, xíu nữa nó có thay đổi cái gì ông ta? Có chưa vậy Huy Nấp ơi, sao đã, lâu quá vậy rồi? Nãy giờ ngồi đợi phải một tiếng rồi mà chưa thấy gì hết các bạn ơi. 3 hours later. Trời đất ơi, có chưa vậy Huy Nấp ơi, sao mà lâu quá vậy? Sắp có rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Máy này nó hư rồi đó Huy Nấp ơi. Trời ơi, mọi người cứ bình tĩnh đi, sắp có rồi, cái này đâu phải là dễ là kiếm được đâu. Mệt quá các bạn ơi, chắc tôi về đây, tôi muốn xỉu rồi, trời tối tới nơi luôn rồi kìa, mọi người ơi đi về các bạn ơi. Ê, có rồi nè. Cái gì? Ui, có hả? Đâu, cái gì cơ? Ủa, cái gì? SOS? Ui, là sao? Là sao? SOS có nghĩa là tín hiệu cầu cứu đó tao gà. Có nghĩa là một ai đó đang gửi tín hiệu cầu cứu tới tụi mình từ một nơi rất xa sao? Nhưng mà ai vậy? Coi thử được không Huy Nấp? Được rồi, để tao kiểm tra coi tín hiệu này đến từ đâu nào. Kiểm tra nè. Ơi tao gà, hình như tao tìm được tín hiệu nó ở đâu rồi. Không phải ở vũ trụ mà là ở dưới địa ngục. Cái gì? Dưới địa ngục hả? Vậy là có một người nào đó dưới địa ngục đang cầu cứu chúng ta. Có thể là như vậy đó, trời ơi, tao tưởng là cái máy này nó chỉ đo được hả trên vũ trụ, sao nó đo được dưới địa ngục luôn vậy Huy Nấp ơi. Ta nói phát minh của tao xịn sò mà mày không tin. Rồi, tin rồi, nhưng mà bây giờ hả, chúng ta nên làm gì đây? Chắc là chúng ta phải xuống dưới địa ngục, đi dưới tới cái địa chỉ đó thử coi. Thôi, dưới địa ngục đáng sợ lắm, đừng có xuống. Hay là ông sợ phát minh của ông lừa tụi tôi đúng không, ông hoạt động đúng không? Xuống đi theo tôi nè. Được rồi, đi thôi các bạn ơi, chúng ta cùng đến nơi hả phát ra tín hiệu ở dưới địa ngục để xem thử ai là người đã phát ra tín hiệu đó nào. Mọi người xuống đi, nhưng mà tôi không chịu trách nhiệm đâu á nha. À, không chịu trách nhiệm là sao? Ủa, bộ mày không có đi chung hả? Ở dưới sợ lắm, mọi người muốn chứng minh thì mọi người tự xuống đi. Trời ơi, Huy Nút nhắc ghê thiệt chứ. Đúng rồi, nhắc ra đi, thôi ba tụi mình đi mọi người. Chúng ta cùng xuống soi xem thử ai là người đã cầu cứu nè mọi người ơi, let's go. Hai cha. Ui, tụi mình đã xuống được bên dưới địa ngục bên em mọi người ơi. Ui, ta chỉ cần tới đó xem thử ai là người đã cầu cứu thiệt sự ở địa nào đi. Dắt ơi, dắt tụi tôi đi đi. Nó ghi đây nè, đúng rồi, là địa chỉ này nè. Ui, mọi người ơi, từ từ bình tĩnh nha. Mọi người có để ý đằng xa xa bên kia, nó có một cái gì đó nhìn nó giống như là một gương mặt không vậy? Mọi người nhìn bên kia kìa. Đúng rồi ha, nhìn nó như là một gương mặt quỷ vậy. Không lẽ ở trong đó là nơi phát ra tín hiệu cầu cứu hả mọi người? Ui, có khi á. Vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi tới đó xem thử xem sao. Nhìn nó ghê quá à. Đúng rồi, nó như một cái mặt. Tại sao bên dưới địa ngục trong Minecraft lại có một khuôn mặt đáng sợ vậy? Mấy cái lửa này nóng rồi chứ, còn có mấy hàm răng rất là sắc nhọn nữa kìa mọi người ơi. Chúng ta có nên đi vô chổng không ta? Chắc phải đi vô thôi, thì cái địa chỉ thì nó kia là đi vô đó đấy. Mọi người đi theo tôi nè, chúng ta cùng nhau trèo lên đi vô trong nha. Đây chỉ là bên trong cái miệng của cái mặt quỷ đây nè mọi người. Được rồi, chúng ta đi vô trong thử coi, không biết là ui đằng kia có gì ấy. Ui, hình như đó chỉ là những cái bẫy ấy, cái gì, để tới coi thử coi. Ừ, ở đây nó có mấy cái cục gì nó rớt xuống nha mọi người. Chúng ta phải bắt cua đó. Ôi, hình như chúng ta phải bắt cua chỗ này á, coi chừng lọt xuống lava nha, coi chừng nha Lami, là cẩn thận nha chị ơi. Chúng ta đang phải bắt cua qua bên kia, hình như là cái hướng bên kia kìa các bạn. Được rồi, nhảy qua đây. Nhảy, ném mấy cái lửa ra. Ui, ai nóng quá. Cẩn thận. Ok, ui đó, coi nhìn kìa. Ôi, mấy cái cục kia nó rớt xuống kìa các bạn. Ôi, nó rớt quá trời luôn kìa. Oh my god. Ok, nhảy. Ai da, nóng quá vậy, sắp tới rồi mọi người. 1 2 3, nhảy qua đây. Qua được rồi, qua lên mọi người. Qua ơi. Không biết chúng ta đi vô tới đâu. Ui, hình như chỗ này là chỗ nào vậy mọi người, nhìn nè. Chào mừng các người đến với vùng đất quỷ. Ai đang nói vậy? Hình như là ai một cái bộ xương ở trên cái ngai vàng kia. Các người không nhận ra ta sao? Ông là ai? Ta chính là người đã gửi tín hiệu cầu cứu tới các người đó. Hả? Cái gì? Tại sao ông lại cần cầu cứu và ông kêu tụi tôi tới đây làm gì? Ta chính là vua của vùng đất quỷ này. Và chuyện là đứa anh trai độc ác của ta, hắn ta muốn cướp lấy cái ngai vàng này, nhưng mà hắn ta vẫn chưa đủ sức mạnh để đánh bại ta, nên hắn ta đã lên tới thế giới của các người để thu thập tình hồn để hắn có thể mạnh hơn, và sau đó hắn quay trở lại đây và cướp lấy ngôi vàng của ta. Cái gì? Nếu vậy thì hai chúng ta đều đang gặp rắc
rồi các bạn ơi. Hai chúng ta cùng nhau hợp tác để đánh bại tên hạ anh trai xấu xa kia thì thế giới sẽ được hòa bình các bạn à. Đó là điều mà ta cũng muốn, nên ta mới cầu cứu các ngươi đó. Ôi, được rồi, vậy bây giờ ông muốn tôi giúp gì vậy? Nhiệm vụ của các ngươi là phải lên lại thế giới của các ngươi, bắt lại hắn. Hắn cũng giống ông mà làm sao tụi tôi có thể đánh thắng được? Không sao, tôi hãy sử dụng thanh kiếm của vua điện ta đây. Ông sẽ đưa tôi thanh kiếm đó sao? Không lẽ nào? Ui, đây, thanh kiếm. Cầm lấy đi. Đây chính là thanh kiếm của vua điện ngục. Ôi, chị Dami đang cầm kìa. Okay. Phải sử dụng thanh kiếm đó để tiêu diệt tên anh trai độc ác của ta đi. Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta cùng trở lại thế giới loài người thôi các bạn. Let's go, đi nào, bye bye. Hãy cha, tôi mình trở lại thế giới bình thường rồi đây các bạn. Được rồi, bây giờ cứu tôi. Ôi, giọng Huy Lâm không vậy? Ôi, hình như là Huy Lâm đã bị gì vậy? Không lẽ đó chính là anh trai độc ác của tên đó sao? Tên kia thả Huy Lâm ra. Ôi, tên kia, ôi, hắn bỏ đi rồi. Nhưng mà Huy Lâm bị cái gì vậy? Huy Lâm ơi, có sao không vậy? Huy Đúc với cái gương mặt này có vẻ như Huy Đúc đã bị lấy đi linh hồn rồi các bạn ơi. Đúng rồi, chính là tên đó coi. Mọi người bình tĩnh đi, mọi người bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta phải hả đi đánh bại cái tên đó để ngừng không cho nó hút hồn mọi người đó. Nhanh lên mọi người, chúng ta phải rượt theo hắn thôi. Nhanh lên trước khi nó đi vô nhà chị. Ui, ôi chết rồi, hắn vô nhà chị. Ôi chết rồi, không được, mình phải vô cứu hả chị mới được các bạn. Đứng lại, hình như mình tới trễ rồi chị Nabi ơi. Hắn đâu rồi mình phải bắt hắn mới được, hắn phải trả giá cho chuyện này. Ê tụi gái, hình như hắn đi qua nhà sầu riêng rồi. Chết rồi, hắn qua nhà sầu riêng rồi. Nhanh lên trước khi hắn làm hại sầu riêng. Lẹ lên ê nhìn nó vô nhà sầu riêng rồi kìa. Ôi chết rồi, không kịp rồi, đâu bắt sầu riêng. Mình sẽ dùng cái này để phóng cho người đó. Hãy cha, Ôi, chết rồi, hơi lậm lại cái kiếm này. Hãy cha, ơi tên kia đứng lại người nó chạy đi đâu, người chạy đi đâu, người chạy đi đâu vậy? Tên kia ông thật mày, đúng bay rồi, ơi trời ơi, có chân kia, hắn chưởng ra mấy cái tiêu gì vậy? Ôi tên này hắn bắt đầu hạ tấn công lại tụi mình đâu các bạn ơi. Người đứng lại, ai đâu rồi, chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Các ngươi không ngăn chặn được kế hoạch của ta đâu. Giờ làm sao để mình tiếp cận tên này được ta? Đó cứ bắn loạn xạ kia coi. Được rồi, nhân lúc cơ hội này mình sẽ đánh từ đằng sau đó. Chết người rồi, ta sẽ tấn công lên xong rồi kìa. Ai gì chửi đâu ấy? Giác ơi, đằng sau lưng ông kìa. Cái gì cơ? Không được, người không được làm vậy đâu. Ôi cơ, làm gì giác trai? Đến độ nữa đủ sức mạnh rồi. Rồi giác đã bị hút hồn luôn rồi. Tên kia, người đứng lại đó cho ta. Dịch chuyển đi luôn rồi. Chỉ còn một linh hồn nữa thôi là hắn sẽ đủ sức mạnh sao? Mình không thể để hắn hoàn thành điều đó được các bạn. Ủa mà từ chị Nabi đâu ta? Hồi nãy giờ chị Nabi chạy lạc đó mất tiêu rồi. Chị Nabi ơi, ủa đâu rồi? Ôi trời ơi, may quá chị Nabi ở đây là làm em hết rồi. Tưởng chị bị tên nó bắt rồi. Ừ nhưng mà từ chị Nabi ơi, đằng sau chị kia coi chân chị Nabi ơi. Không được, tránh ra một bên đi. Hay cha, ôi tên kia, hắn né được rồi. Người không thể ngăn chặn ta nữa đâu, chỉ còn một linh hồn nữa thôi. Ta sẽ không để người làm điều đó đâu. Chết rồi, như bà hồi nãy mình quăng cái thanh kiếm nó nằm ở đằng kia rồi, các bạn giờ sao mình đánh lại hắn đây? Vậy thì ta sẽ lấy linh hồn của ngươi luôn. Không được, thôi không. Không là để chị bỏ gì? Chị Nabi không được, chị Nabi sao chị làm vậy? Ôi rồi luôn. Ôi, chị Nabi ơi, cái tên này. Em thấy sức mạnh của ta đang mạnh ra. Ta sẽ cho ngươi phải trả giá tên kia. Mình sẽ tranh thủ mình lấy tên kia này. Hãy cha, bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi tên kia. Hãy cha, chết rồi, ăn biến mất tiêu luôn rồi. Mình chỉ còn một cách nào, mình phải tiêu diệt hắn để lấy lại tất cả linh hồn cho mọi người thôi các bạn ơi. Mình phải quay lại dưới địa ngục. Nhanh lên nào mọi người ơi, hình như hắn kia kìa các bạn ơi. Em trai của ta đâu rồi? Tên kia, ngươi sẽ không thể nào làm hại những người bạn, những người anh em của ta được. Đứng lại đó, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Rồi bắt cua này, nhảy lẹ lên. Đã lâu không gặp, tại vì ở độc ác ngươi đã thu thập đủ linh hồn rồi sao? Và ta đã quay lại để cướp lấy ngai vàng của ngươi. Hãy mau giao ngai vàng cho ta đi. Không bao giờ, ta sẽ không bao giờ để một đứa anh trai độc ác như vậy làm vua đâu. Vậy thì chết đi. Ngủ mời không muốn muốn uống rượu phạt sao? Vậy thì ta sẽ kết liễu ngươi luôn, em trai ngu ngốc. Ngươi không được làm điều đó. Ta đã tới rồi đây. Ngươi đã làm hại quá nhiều người rồi, tên độc ác kia. Ta sẽ dùng chính thanh kiếm địa ngục này để kết liễu ngươi luôn. Trời ơi, cái sức mạnh của hắn bây giờ mạnh quá. Ôi ôi, hắn chữ nó mấy cái gì kia? Ôi trời ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ phải làm sao để tiếp cận nó và dùng thanh kiếm này để kết liễu nó đây các bạn. Tấn công ngươi là ok. Cuối cùng cũng xử được đó rồi. Bây giờ thì tới lượt ngươi nè em trai. Mình vẫn còn sao vậy? Ui, sao lại có một cái lớp màng gì bảo vệ mình khỏi lava và với lại cái chữ ngoài đây? Ui, hình như là do thanh kiếm này các bạn. Ta sẽ kết liễu ngươi bằng thanh kiếm này nè. Tên kia, hay cha.
Cái gì đậm như lưng ta vậy? Đó chính là thanh kiếm của em trai người đó tên độc ác kia. Và bây giờ người đã bị dính đòn rồi đó. À, không, không thể nào. Chết đi, wow, hắn bị đánh bại rồi kìa. Ờ, ông vua địa ngục ơi, ông có sao vậy? Ông nên sao? Ông nằm một đống luôn rồi. Ờ, đưa lại thanh kiếm đi cho ta nhanh lên. Thanh kiếm à? Ờ, đúng rồi, thanh kiếm này có thể giúp chữa lành mà đúng không? Rồi, rồi bây giờ tôi sẽ đưa lại cho ông này, hay cha. Ông ta cầm thanh kiếm này. Ôi, ông ta đã khỏe mạnh lại rồi kìa. Đúng là sức mạnh của thanh kiếm địa ngục có khác ha. Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy là ta đã thành công rồi đó. Ui, vậy là tôi, nhiệm vụ của tôi cũng đã thành công luôn rồi hả? Đúng rồi đó. Ui, nhưng mà còn những người bạn của tôi thì sao? Hồi nãy bị cái tên kia nó hút linh hồn mất tiêu rồi. Không sao đâu, khi tên kia chết thì bạn của cậu sẽ khỏe lại thôi. Ui, bạn của tôi đã khỏe lại rồi sao? Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều nha. Còn có gì à, tôi sẽ quay lại chơi sao? Còn bây giờ thì tôi phải quay trở lại coi bạn của tôi sao rồi đã. Được rồi, tạm biệt ngươi, chúc ngươi may mắn. À, được rồi, mà tôi cũng không mong muốn tôi quay lại địa ngục làm gì đâu. À, tôi phải đi về. Ui, tôi phải gặp lại Nami, gặp lại Huy Núp, gặp lại Jack tôi. Let's go nhanh lên mọi người. Được rồi, vậy là mình đã khám phá xong vùng đất địa ngục, vùng đất quỷ rồi đó các bạn. Và có rất nhiều chuyện rất thú vị. Thì các bạn thấy video này như thế nào, đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tim nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại thế giới bình thường xem thử mọi người như thế nào. Let's go. À dạ.